Nhờ mọi người, ở trong video lần này thì mình sẽ chia sẻ các bước vận hành xe cà phê Mandy. Thì nếu mà các bạn làm đủ các bước này á thì các bạn sẽ tránh được các rủi ro này, vận hành sẽ trơn tru hơn và tăng tỷ lệ thành công cho mô hình xe cà phê Mandy của mình. Thì các bước như sau. Đầu tiên á là các bạn sẽ chuẩn bị xe và máy móc thiết bị. Ở trong mô hình cà phê pha máy á thì các bạn sẽ chuẩn bị xe và máy pha máy xay. Các bạn một ngày á, cái ly đầu tiên á, mình quan điểm như vậy nào. Cái ly đầu tiên của một ngày là mình sẽ pha thử để mình xem coi là cái độ xay và cái chất lượng hương vị và cái lớp rama có dày hay không. Ví dụ như là mình có thể kiểm tra về cái độ xay này. Cái độ xay này của cái máy xay này. Đó, mình thấy nè, cái độ xay này ok, phù hợp cho một ngày kinh doanh ngày hôm nay. Thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ thấy ok rồi. Và mình sẽ pha thử coi xem cái lớp rama nó có dày hay không. Ví dụ cái lớp rama mình mới pha này, cái lớp rama này thì ok, hoàn hảo. Thì mình thấy là ừ. Và mình nếm thử cái hương vị này, hương vị này đẹp, ok. Thì mình sẽ bắt đầu mình kinh doanh cho ngày hôm nay. Thì quan điểm của mình là những cái ly đầu tiên bao giờ cũng phải là mình test thử cái sản phẩm trước. Thì nếu mà các bạn không làm cái khâu này á thì các bạn sẽ tăng cái tỷ lệ gặp rất nhiều cái sự cố vào những cái giờ cao điểm mà các bạn không thể nào lường trước được, và từ đó các bạn có thể mất khách hàng đi. Rồi, bước thứ hai là chúng ta sẽ kiểm tra nguyên liệu. Kiểm tra nguyên liệu ở đây á, ví dụ như là đường, sữa này, siro này, rồi đá này, đó. Xem coi là có đầy đủ hay không. Nếu như mà các bạn không kiểm tra cái bước này thì khi các bạn pha chế sẽ bị thiếu hụt về nguyên liệu, từ đó giảm cái chất lượng của cái sản phẩm của món nước đó đi. Rồi, và thậm chí các bạn có thể mất khách hàng luôn, tại vì khách hàng uống không thấy ngon, không, mình không đủ nguyên liệu để mình làm ra cái món nước đó. Rồi, và nó thể hiện được điều gì nữa là cái sự yếu kém trong cái khâu quản lý của mình. Rồi, bước thứ ba là các bạn phải có một cái lịch trình hoạt động thường xuyên để cho khách hàng nhớ tới mình. Ví dụ các bạn bán từ thứ hai đến thứ bảy, từ 6 giờ đến 12 giờ đi, thì đúng vào thời điểm đó các bạn phải có mặt tại đó để mình kinh doanh. Chứ được ngày hôm nay các bạn bán, ngày hôm sau các bạn nghỉ, thì chắc chắn một điều là mình không thể nào thành công, không thể vận hành được cái mô hình xe cà phê Mandy này một cách trơn tru được. Thứ là xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Các bạn phục vụ một cách thân thiện, niềm nở với khách hàng. Bạn nào có kỹ năng giao tiếp thì càng tốt. Ví dụ như là nhớ tên khách hàng này, rồi nhớ sở thích của khách hàng này. Khách A thích cà phê đen này, khách chị B này thích cà phê sữa này, thậm chí là chị B thích sữa nhiều hay sữa ít này, hay là sữa vừa này, cũng thể biết luôn. Thì cứ mỗi lần họ vô quán thì các bạn mình sẽ nhớ tên và nhớ được cái hành vi của họ, thì mình sẽ cái lúc mình sẽ thân thiết hơn. Rồi, bước thứ năm là quản trị quản lý về tài chính. Thì các bạn phải biết được cái dòng tiền chi tiêu của mình, thu nhập của mình, các bạn chi ra cái gì, rồi thu nhập ra sao, các món như nào. Rồi kể từ đó thì các bạn có thể cắt giảm những cái khoản chi phí không cần thiết để tăng cái lợi nhuận của mình lên. Rồi, bước thứ sáu là các bạn phải biết quảng cáo cái điểm của mình bằng các kênh mạng xã hội. Thì các bạn có thể một cái điểm của mình, các bạn đăng ký là fanpage của Facebook này, YouTube này, hoặc là TikTok này, chỉ cần ba cái nền tảng đó thôi là các bạn đã đủ xài rồi. Ví dụ mà các bạn có thể quay một cái video về cách pha cà phê tại điểm của mình, quay một video thôi nhưng mà úp ở trên ba nền tảng đều được hết, ok hết. Thì các bạn có thể gắn thêm địa chỉ của mình này, gắn thêm menu của mình vô cái phần video này để các bạn nhiều người biết tới, hoặc là cái số điện thoại liên hệ đặt hàng. Đó, rất là nhiều cách để cho các bạn triển khai cái quảng cáo của mình. Rồi, và đó chính là 6 bước để vận hành cơ bản của mô hình xe cà phê Mandy. Thì thiếu 106 bước này rất là tổn hại cho vấn đề về thành công của mình nha mọi người. Rồi, hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo.